xin chào ban giám khảo và các vị khán giả. Con tên là Quỳnh Mẫn Nhi. Năm nay con 4 tuổi, con đến từ Đức Huệ, Long An. Con xin hát bài Em Đi Qua Cầu Cây. Ốc tiêu nữa của chương trình. Gái lên đây coi. Cho hỏi thăm xí nè. Ai quánh son cho con vậy? Hai cô. Ờ, con thích không? Dạ thích. Trời ơi, thanh niên xung phong mà quánh cái son đã chót ha. Nhưng mà rất là đáng yêu. Cưng quá trời. Mấy luôn cô à. Chú thấy sao cô Thanh Hà? Trời ơi, cô xin mời chú Quốc Đại rước em về với quê hương. Chú Quang Lê. Bước ra là cái là ghiền luôn rồi. Chú rất là thích con đấy, hồi nãy giờ là chú ngồi chú say mê đó. Chú thích cái bộ trang phục của con. Cô du kích nhỏ dễ thương quá, chú yêu con à, chú Lê yêu con, vậy là chắc chắn là chú Lê sẽ chọn con. Cô Hương, sao nè cô Hương? Nói gì nữa, vừa bước ra có chiếc cầu cây cao mà trên khoảng 8 mà trên ốc o luôn, không còn cái dây nào nữa trơn. Còn nói gì nữa Quốc Đại? Rước về Vinh Liền, Quốc Đại ơi. Chúc mừng con về lớp của thầy giáo Quốc Đại nha. Đây, lớp tài năng nhí và tài năng đặc biệt. Rừng thơm đó
đó là cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi ôi, gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương. Con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á, hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha. Lúc mà con đứng không cao á, cô đẩy con lên. Thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngờ ngác mới có 5 tuổi đầu. Ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên. Cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng, thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó. Nhẹ nhàng, cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình nữa. Giỏi lắm. Ấy thương vô cùng luôn vậy đó à. Mấy cô khen con nó con thích không? Thích lắm á. Dạ thích. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. À, chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn.